Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 7 năm 2022. Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với tỉnh Quảng Nam về lĩnh vực đầu tư công. Mô đun vấn thiên ghép nối thành công với mô đun lõi. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng qua, đoàn lãnh đạo tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường dẫn đầu đã đến viếng hoa thắp hương nghĩa trang quân khu 5, nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng. Cùng dự lễ viếng hương có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chính. Trong không khí thành kính trang nghiêm, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm và thắp hương viếng từng phần mộ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc các bậc cha anh, những người có ưu tú của lực lượng vũ trang, những tiền bối lãnh đạo quân khu 5 qua các thời kỳ. Dịp này, đoàn lãnh đạo tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa viếng hương nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Cũng trong sáng qua, đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến đặt vòng hoa và viếng hương tại đài tưởng niệm cuộc đấu tranh tại Cai Cốc, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước. Cách đây 68 năm, cuộc đấu tranh Cai Cốc Tiên Thọ của nhân dân huyện Tiên Phước chống khủng bố, đòi quyền dân sinh, dân chủ, đòi thi hành hiệp định Geneva đã diễn ra. Làn sóng đấu tranh của quần chúng ngày càng lan rộng. Những đoàn người các xã Tiên Kỳ, Tiên Lộc, Tam Dân, Tiên Lập, Tiên Phong đã tạo nên cuộc đấu tranh của hàng ngàn người tại chợ Cai Cốc. Sự hy sinh của đồng bào, đồng chí trong cuộc đấu tranh Cai Cốc đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của quân và dân huyện Tiên Phước trong 21 năm chống Mỹ cứu nước. Năm 1975, cùng với Buôn Mê Thuột, quân dân Tiên Phước phối hợp với các lực lượng vũ trang mở màn cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Quảng Nam Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 3 năm 1975. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu đến đặt vòng hoa viếng hương tại tượng đài chiến thắng núi Thành nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Chiến thắng núi Thành vào tháng 5 1965 đã thể hiện tinh thần cách mạng tiến công, sự ngoan cường dũng cảm của lực lượng vũ trang ta dám đánh và biết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đồng thời thể hiện sự đúng đắn về đường lối chiến tranh nhân dân, đường lối quân sự của Đảng ta, sự chỉ đạo kịp thời sáng suốt của khu ủy, Bộ Tư lệnh khu 5 và Tỉnh ủy Quảng Nam. Chiến thắng núi Thành cùng với những chiến công trên vành đai diệt Mỹ Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đã được Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu Trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ. Các đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh và huyện núi Thành đã dâng hoa thành kính mật niệm, tri ân và thắp nén nhang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, cống hiến trọn đời mình, mang lại đất nước hòa bình, độc lập, tự do cho ngày hôm nay. Chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ Đảng bộ Tam Thanh năm 2022 và tặng quà cho 10 thân nhân gia đình chính sách. Nhìn chung, thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ xã Tam Thanh đã mang lại nhiều thắng lợi trong định hướng và phát triển toàn diện nền kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Đặc biệt, Đảng bộ Tam Thanh luôn tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển xã vùng biển trong tình hình mới. Phát biểu với Đảng ủy xã Tam Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thông tin khái quát tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm và những định hướng lớn 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, nêu bật ý nghĩa những việc làm thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã ân cần thăm hỏi đời sống, chúc sức khỏe 10 thân nhân gia đình chính sách, bày tỏ sự tri ân những công lao to lớn của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thực hiện tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ các gia đình chính sách cả về vật chất lẫn tinh thần đúng theo chủ trương của đảng, nhà nước.
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã tặng 10 suất quà cho 10 thân nhân gia đình chính sách và tặng quà cho Đảng ủy xã Tam Thành. Sáng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành liên quan. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, về công tác mặt trận nửa nhiệm kỳ qua 2019-2022. Dù chịu ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh COVID-19, nhưng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát huy vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, vận động tập hợp đoàn kết đoàn viên, phát huy tinh thần tự quản sáng tạo của nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, cứu trợ thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các chỉ tiêu đều cơ bản đạt và vượt với nhiệm vụ đề ra. Một số chỉ tiêu đạt kết quả cao như hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở đạt 629%, tổ chức hoạt động giám sát đạt 140%. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp mặt trận trong nửa nhiệm kỳ qua. Dù đối mặt với hàng loạt khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã thực hiện hiệu quả các phong trào của vận động, khơi dậy tinh thần đoàn kết của dân tộc. Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được khẳng định trong hệ thống chính trị các cấp và đời sống xã hội. Đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp vận động nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường vận động sự đồng thuận của xã hội trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện chương trình khảo sát nắm tình hình và giải quyết vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, cùng các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế hậu COVID-19. Sáng qua, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh làm việc với đoàn. Sau khi viếng hương nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì buổi làm việc, nắm tình hình và những đề xuất của tỉnh đối với công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Quảng Nam là hơn 4.944 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 1.400 tỷ đồng, còn lại là vốn cân đối ngân sách địa phương. Căn cứ dự toán nguồn tăng thu tiết kiệm chi theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022. Với tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 hơn 5.860 tỷ đồng, tăng 917 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến ngày 22 tháng 7 năm 2022, đã phân bổ gần 94% vốn, trong đó ngân sách trung ương phân bổ 100%, vốn ngân sách địa phương đạt gần 92%. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công, không bao gồm các dự án do trung ương quản lý đến hết ngày 22 tháng 7, trên 2.037 tỷ đồng, đạt gần 34%. Nhân chuyến công tác tại Quảng Nam, sáng qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng tổ công tác của Chính phủ đã đi thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Quang Châu, sinh năm 1958, thương binh hạng 1/4, hiện ở đường N24, phường An Xuân, và gia đình bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1949, thương binh hạng 1/4, và chồng là ông Võ Du, sinh năm 1946, thương binh hạng 2/4, bệnh binh hạng 2/3, hiện đang sống tại 96 Trần Nữ Vương, phường Tân Thành, thành phố Tam Kỳ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của các thương binh bệnh binh, tặng quà cho các gia đình nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
đồng thời bày tỏ mong muốn các thương bệnh binh và gia đình nói riêng, thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và cả nước nói chung tiếp tục được quan tâm, chăm lo chu đáo, không chỉ trong những dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ mà còn được quan tâm chăm sóc tận tình cả vật chất lẫn tinh thần để tiếp tục sống khỏe hơn, tốt hơn trong vòng tay sự tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh tuổi xuân, cống hiến một phần thân thể, sức khỏe cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước ngày nay. Sáng qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tổ chức gặp mặt 120 đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân dự buổi gặp mặt. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Hội An có hơn 2.500 liệt sĩ hy sinh, 553 mẹ Việt Nam anh hùng cùng hàng ngàn thương binh bệnh binh. Trong 5 năm qua, thành phố Hội An thực hiện nhiều chính sách chăm lo cho đồng chí thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách. Đến nay, Hội An đã hỗ trợ kinh phí 19.380.000.000 xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố. Trong đó có 60 nhà được xây dựng mới và 546 nhà được hỗ trợ sửa chữa. Bên cạnh đó, cộng đồng thể hiện trách nhiệm đối với đồng chí, đồng đội và người thân của mình. Nhiều ngôi nhà tình nghĩa đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp kinh phí xây dựng nhà mới, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, tặng học bổng cho học sinh, tặng gia đình chính sách, người có công. Đây là nguồn động viên to lớn để thương bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế. Đặc biệt, không ít gia đình chính sách, các thương binh bệnh binh là tấm gương trong các cuộc vận động phong trào quần chúng ở cơ sở, giáo dục con cháu trưởng thành, góp sức vì sự nghiệp xây dựng quê hương. Chiều qua, Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt chào mừng đoàn cựu chiến binh tiểu đoàn đặc công 409 quân khu 5 thời kỳ 1964-1975 về thăm chiến trường xưa nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Buổi gặp mặt đã cùng nhau ôn lại lịch sử chiến đấu vẻ vang của tiểu đoàn đặc công 409 quân khu 5, đặc biệt là những trận đánh lớn trên chiến trường Quảng Nam. Tiểu đoàn được thành lập tại Quảng Ngãi trong thời điểm ác liệt của những năm chống Mỹ. Tiểu đoàn đặc công 409 đã tham gia hàng chục trận đánh khắp các chiến trường, từ đồng bằng ven biển đến Tây Nguyên. Đặc biệt, ngày 27 tháng 3, 1971, tiểu đoàn đã dùng mạnh tiến công cứ điểm Sa Đốc, huyện Bắc Trà My, tiêu diệt gọn một tiểu đoàn lính Mỹ cuối cùng tại Việt Nam. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 15 tháng 1, 1976, tiểu đoàn được tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sáng qua, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Nguyễn Có, sinh năm 1953, ở thôn An Phố, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 2022, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh thực hiện các biện pháp buộc ông Nguyễn Có chấm dứt hành vi cản trở quyền sử dụng đất làm lối đi đối với diện tích đất tranh chấp 31,4m2 thuộc một phần thửa đất số 288 từ bản đồ số 1 tại thôn An Phố, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Trường hợp sau 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 năm 2022, bất cứ cá nhân tổ chức nào cản trở quyền sử dụng đất làm lối đi của các hộ dân, thì chính quyền địa phương, Ủy ban dân xã Bình Lâm, Công an xã Bình Lâm có trách nhiệm theo dõi, ghi nhận vụ việc và thông báo ngay cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam để phối hợp xử lý. Chiều qua, Chi bộ Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Đảng bộ Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tiến hành đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy Đài chọn thực hiện đại hội điểm. Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định, nhiệm kỳ năm 2020-2022, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tập thể chi bộ Phòng Kỹ thuật và Công nghệ đã đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ năm 2020-2022 đã đề ra. Nhiệm kỳ qua, chi bộ Kỹ thuật và Công nghệ đã lãnh đạo đơn vị Phòng Kỹ thuật và Công nghệ tập trung thực hiện tốt việc thực hiện phối hợp tổ chức sản xuất, phát sóng và lưu trữ các chương trình phát thanh và truyền hình, quản lý vận hành có hiệu quả hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, quản trị hệ thống mạng sản xuất chương trình, tham gia phối hợp tốt với các phòng chức năng thực hiện nhiệm vụ được giao. Để đạt được kết quả trên, chi bộ luôn bám sát sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, từng bước nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ, tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt chuyên đề, qua đó góp phần nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên. Đại hội cũng đã thảo luận, đánh giá toàn diện ưu, khuyết điểm và đề ra những giải pháp định hướng cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ đến.
Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quân chính toàn quân để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đánh giá cao lực lượng quân đội đã giành được nhiều kết quả quan trọng về quân sự quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2022, nhất là trong điều kiện có nhiều khó khăn. Thời gian tới, quân đội phải nắm chắc tình hình, nghiên cứu đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra, xây dựng khu vực phòng thủ, chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, các hoạt động phát triển kinh tế biển. Thủ tướng đề nghị tiếp tục thực hiện sâu rộng, hiệu quả nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đổi mới nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo đầy đủ kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, tích cực tăng gia sản xuất phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đời sống bộ đội, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đúng đường lối đối ngoại của đảng. Phối hợp với các ngành và địa phương, chú trọng làm tốt công tác dân vận, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo. Tối ngày 24 tháng 7, cầu truyền hình Linh Thiêng Việt Nam do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ đã diễn ra tại 3 điểm cầu, nhà hát Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, khu truyền thống cách mạng Sài Gòn, chợ lớn Gia Định, huyện Củ Chi và nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Thông qua các tiết mục nghệ thuật, video clip và giao lưu, chương trình nhằm khẳng định truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam, ý nghĩa lịch sử to lớn và giá trị nhân văn sâu sắc của ngày thương binh liệt sĩ, tôn vinh sự cống hiến, hy sinh cao cả của các anh hùng, thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng qua các thời kỳ kháng chiến, đấu tranh giành độc lập tự do, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Biểu dương gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Cầu truyền hình Linh Thiêng Việt Nam góp thêm vào hoạt động tri ân của Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh với gia đình những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc, nhân dân. Động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới, phát triển bảo vệ đất nước và xây dựng thành phố, tăng cường ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy niềm tự hào với truyền thống cách mạng của cha anh, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc. Thưa quý vị, sau nhiều lần chậm tiến độ, hôm qua, nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn, Hà Nội đã chính thức phát điện hòa vào lưới điện quốc gia. Nhà máy đốt rác phát điện do Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Thiên Ý làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch vận hành thử nghiệm, từ nay đến hết tháng 9, nhà máy sẽ thực hiện vận hành một tổ hợp lò đốt có công suất thiêu đốt 800 tấn rác mỗi ngày, công suất phát điện là 15 MW điện. Thưa quý vị, trong những ngày này, cả nước đang hướng về kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Trong gia đình truyền thống cách mạng của ông Lê Văn Trị, thương binh loại 1, bị mù cả hai mắt, đang sinh sống tại phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, có một cách tri ân riêng. Con cháu ông xung vầy để bày tỏ tình cảm cao quý đối với đấng sinh thành, bởi ông được xem là tấm gương sáng đầy nghị lực, luôn phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua bệnh tật, mưu sinh nuôi dạy con cái trưởng thành, gương mẫu trong mọi hoạt động của xã hội tại địa phương. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Ông Lê Văn Trị sinh năm 1941 tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, vùng đất có truyền thống cách mạng. Gia đình ông có ba chị em. Chị ông là mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Diệu, có chồng và con là liệt sĩ. Em của ông là chiến sĩ đặc công Lê Văn Trung cũng đã hy sinh trong trận đánh vào tỉnh Đường Quảng Tín năm Mậu Thân, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Những năm 1965, ông Lê Văn Trị đã tham gia cách mạng tại địa phương, sau đó bị thương, được tổ chức đưa ra miền Bắc điều trị. Năm 1969, ông Lê Văn Trị về lại căn cứ với thương tật trên người, nhưng ông vẫn tiếp tục tham gia kháng chiến cho đến ngày quê hương giải phóng. Sau ngày đất nước thống nhất, ông về sống và làm việc tại Tam Kỳ. Đến năm 1976, bệnh cũ tái phát, ông bị mù cả hai mắt và được đưa đi điều dưỡng. Nhưng với ý chí vươn lên của người chiến sĩ cách mạng, ông không cho phép mình được nghỉ ngơi khi còn có thể làm được điều gì đó giúp ích cho xã hội. Thế là ông lại về nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội Người Mù Tam Kỳ đến 4 nhiệm kỳ.
Theo tôi thấy thế này, nói chung sự cống hiến của gia đình vợ chồng tôi cũng như là anh chị em tôi rồi, thì tôi thấy là một cái lớn rồi. Nhưng bây giờ nhìn xa rộng hơn tí nữa thì chúng tôi còn thấy nhiều người còn cống hiến nhiều hơn nữa. Nhưng mà thứ mẹ Việt Nam anh hùng đã 90 người con là liệt sĩ. Cho nên chúng tôi cũng có qua đó, gia đình tôi là một phần nhỏ đóng góp vào sự nghiệp của đất nước. Thì tôi chỉ mong rằng con tôi sẽ noi gương ngoài xã hội cũng như vấn đề gia đình, cố gắng học tập, phấn đấu, không những con, cháu mình tiếp tục sau này để hoàn thành tốt, theo đảm và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của nhà nước, địa phương và gia đình đã mong muốn. Người đồng cam cộng khổ vượt qua khó khăn với ông là bà Phạm Thị Lê. Trong thời chiến, bà Lê tham gia lực lượng thanh niên xung phong. Những năm 1972, bà là chiến sĩ thông tin binh trạm 238 thuộc quân khu 5. Sau giải phóng, bà Lê về công tác ở Lâm Trường Quế Sơn, rồi được đào tạo làm cán bộ y tế mãi cho đến ngày về hưu. Ông bà đã có với nhau ba mặt con, họ đều được đào tạo đại học và đang là cán bộ công tác tại tỉnh. Đây là niềm tự hào lớn đối với ông bà, bởi có những thời điểm khó khăn đến mức ông bà dắt nhau đi bán vé số, tăm, chổi hàng ngày quanh thành phố để nuôi con ăn học. Sau này giải phóng thì cũng cực, gia đình thì cũng khó khăn cho nên là cố gắng vươn lên. Mấy đứa con là cũng đi học buổi, nhưng mà buổi chiều về phải đi lao động, đi bán vé số, rồi bác cũng làm tam, nói chung làm đủ thứ hết để vượt qua khó khăn, để nuôi có con ăn học để trưởng thành. Nói chung là mình cũng dạy dỗ con cái nữa đó, coi như là truyền thống gia đình mình cách mọn, cho nên là phải nêu gương theo mà làm theo cho mẹ, học tập cho mẹ mà làm theo gương của mình ra, của mình là như cây cô bấm cỏ đó, thì phải để cho con gương theo, con cũng cố gắng học tập theo cho mẹ, cho nên trưởng thành hết cũng được. Bây giờ bác thái rất cũng mừng. Dù làm việc gì ở đâu, gia đình thương binh Lê Văn Trị luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Theo ông bà, mình là cán bộ cách mạng thì phải chấp hành tốt chủ trương để làm gương cho mọi người noi theo. Đối với chú Lê Văn Trị là thương binh loại 1 của phường Mỹ, thì mặc dù chú là thương binh nhưng mà mù hai mắt, nhưng mà chú vẫn tham gia công tác của thành phố và là chủ tịch hội người mù của thành phố. Và trong thời gian đó thì qua cái thời gian mà công tác thì sau thời gian đó thì vì tuổi cao sức yếu chú không làm nữa, nhưng mà chú về địa phương thì chú vẫn tham gia công tác, rất là đặc biệt là trong các phong trào của địa phương, xây dựng tuyến phố văn minh rồi, và đặc biệt là chấp hành cái việc giải tỏa đền bù. Chú là người xung phong đi trước để rồi tạo cái hơn nữa là đối với dân thì chú luôn là gương mẫu để rồi tham gia nuôi dạy con cháu, và hiện nay các cháu của con của chú hiện nay cũng đã trưởng thành, công tác tốt trong nhiều lĩnh vực. Gia đình ông Lê Văn Trị luôn tự hào về những điều mình đã cống hiến, những việc mình đã làm được. Ông bà rất xúc động mỗi khi được các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước đến thăm. Nhưng trong sâu thẳm, ông luôn nhớ về những người đồng đội đã hy sinh, nhất là luôn đau đớn về người em, liệt sĩ Lê Văn Trung. Đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt để đưa về thờ phụng. Mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, hôm qua mô đun Vấn Thiên, một trong ba mô đun cần thiết để hoàn tất việc xây dựng trạm không gian thiên cung của Trung Quốc, đã ghép nối thành công với mô đun chính trên trạm này. Theo cơ quan vũ trụ có người lái của Trung Quốc, mô đun thí nghiệm Vấn Thiên đã kết nối thành công với mô đun chính Thiên Hòa vào lúc 3 giờ 13 phút sáng 25 tháng 7 theo giờ địa phương. Toàn bộ quá trình kết nối kéo dài khoảng 13 giờ sau khi mô đun được phóng lên quỹ đạo. Mô đun Vấn Thiên có chiều dài 17,9 m, đường kính tối đa 4,2 m và trọng lượng 23 tấn, được thiết kế để trở thành một phòng thí nghiệm không gian. Sau khi kết nối thành công với mô đun lõi, mô đun Vấn Thiên sẽ thay thế vai trò hiện tại của mô đun lõi Thiên Hòa, tiếp đón các phi hành gia trên tàu Thần Châu 14. Mới đây, hàng trăm cổ vật được cho là hàng hóa từ một con tàu đắm cách đây khoảng 2.000 năm đã được phát hiện dưới đáy biển ngoài khơi Taranto thuộc vùng Apulia, phía nam Italy.
Số cổ vật hàng nghìn năm tuổi này bao gồm hàng trăm viên gạch và các đồ vật khác nhau nằm dưới các lớp cát và ẩn giữa các tảng đá dưới đáy biển. Chúng được ông Fabio Mattaceria, một giáo sư lịch sử kim nhà khảo cổ, phát hiện trong quá trình xác định vị trí của một tàu La Mã cổ bị chìm khoảng 2.000 năm trước. Theo các nhà khảo cổ, số hàng hóa này đã xuất hiện từ thời đế quốc La Mã và có thể là gạch dùng để cải tạo một số dinh thự ven biển. Bởi dọc khu vực ven biển Taranto có rải rác các biệt thự sang trọng và nhiều trang trại. Với nền nhiệt lên tới hơn 40 độ C, nắng nóng và hạn hán đã khiến hàng trăm làng tại 17 vùng ở Romania thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, cũng như ảnh hưởng lớn tới mùa màng. Trước tình hình này, giáo hội chính thống giáo ở Romania đã yêu cầu các linh mục tiến hành lễ cầu mưa truyền thống. Nghi lễ cầu mưa được tổ chức trên cánh đồng lúa mì đã thu hoạch quanh một tu viện ở miền nam Romania. Hơn 40% trong số 20 triệu dân Romania hiện sống ở vùng quê và chủ yếu phụ thuộc vào lĩnh vực nông nghiệp trên những mảnh đất nhỏ. Chính bởi vậy, hạn hán đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân nơi đây khi mực nước sông thấp hơn 3 lần so với bình thường. Cơ quan khí tượng Romania dự báo sắp tới có đợt mưa lớn, song nhưng không giúp giảm sâu nền nhiệt hiện nay. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Nắng chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%, gió nhẹ.